Thánh soi tung loạt bằng chứng riêng Tuấn Kiệt và Buka hẹn hò, tưởng vô lý nhưng lại rất thuyết phục. Mới đây trên mạng xã hội bất ngờ trong trang tin đồn hẹn hò giữa nam ca sĩ Jin Tuấn Kiệt và nữ diễn viên Buka. Vốn dĩ nghi vấn về mối quan hệ của cả hai đã xuất hiện từ trước đó nhưng người trong cuộc vẫn nhất quyết phủ nhận. Chính vì vậy nên một cư dân mạng đã quyết tâm nằm vùng để soi ra loạt bằng chứng chứng minh mối quan hệ của cả hai. Từ việc diện đồ đôi, chụp ảnh chung, check-in cùng địa điểm cho đến các ký hiệu, biệt danh trên Instagram đều khiến khán giả không khỏi nghi ngờ. Nếu không được đặt cùng nhau thì người hâm mộ sẽ rất khó phát hiện những dấu hiệu này, nhưng nếu ghép lại thì sẽ thấy mọi thứ vô cùng thuyết phục. Đầu tiên, người này soi ra được hình ảnh Jin Tuấn Kiệt và Buka diện cùng một mẫu mắt kính với nhau. Tuy nhiên, một số cư dân mạng cho rằng đây có thể chỉ là sự trùng hợp. Chính vì vậy nên ở mức độ này vẫn chưa thể khẳng định cả hai đang hẹn hò. Tiếp theo sau đó, món đồ đôi khác được soi ra là hai chiếc mũ tai bèo và nón lưỡi trai với màu sắc họa tiết giống hệt nhau. Đến đây thì nhiều người cũng phải gật đầu thừa nhận rằng mọi chuyện không đơn giản chỉ trùng hợp đến 3 lần như vậy. Trong một bức ảnh khác được người này chụp lại từ story Instagram của Buka, mặc dù ảnh chụp khá nhỏ và tối nhưng không khó để nhận ra người ngồi cùng với Buka không ai khác là Jin Tuấn Kiệt. Một chi tiết khác chính là hình ảnh Jin Tuấn Kiệt và Buka check-in cùng địa điểm. Cụ thể, bức ảnh tường trong ảnh của Jin Tuấn Kiệt rất giống với bức tường phía sau lưng Buka. Mặc dù thời điểm chụp hình của cả hai không giống nhau, nhưng nhiều cư dân mạng đã đưa ra giả thuyết rằng có thể Buka đã chụp bức ảnh này khi đến nhà Jin Tuấn Kiệt. Trước trình độ nằm vùng của vị thánh soi này, nhiều cư dân mạng đã tỏ ra vô cùng bất ngờ và thán phục. Thậm chí nhiều người còn đùa vui rằng, cho rằng người này nên đầu quân disback để có thể phát huy khả năng của mình. Tuy nhiên, đây chỉ là những bằng chứng do người hâm mộ soi ra và nhân vật chính vẫn chưa lên tiếng xác nhận. Trước đó, Buka từng trải qua mối tình kéo dài 3 năm với nam đạo diễn Diệp Tiên. Cả hai thậm chí đã dọn về sống chung cùng nhau và lên kế hoạch tổ chức đám cưới. Tuy nhiên, vào tháng 8 năm 2019, cả hai xác nhận đường ai nấy đi, để lại nhiều tiếc nuối cho công chúng. Sau chia tay, Buka tập trung nhiều hơn cho sự nghiệp và công việc của mình và hạn chế chia sẻ về chuyện tình cảm. Chính vì vậy nên người hâm mộ đang hy vọng tin đồn là thật để nữ diễn viên có thể tìm được bến đỗ của mình.